Ê, ha ha, quân thắng rồi, ha ha ha, thắng rồi, ha ha ha. Ôi trời ơi, cãi nhau gì mà ồn ào thế? Làm mình giận mình, chưa tới tối mà đã bắn pháo hoa rồi à? Ôi trời, gì em đã xuống lầu rồi, đi đón gì đi? Không, ra ngoài cho yên tĩnh. Trời ơi, ra đón gì đi? Blueberry gì, chúc Tết gì đi nào? Con là người đầu tiên trong nhà mua xe đấy, mọi người tự hào về con lắm. Sau này con cũng sẽ dùng tiền lì xì để mua xe. Ôi trời ơi, đáng sợ quá. Tết năm nay, ông nội chỉ thích xem kinh kịch thôi. Ông nói các nghệ sĩ lớn đều đến. Ông nội, Tết vui vẻ nhé. Con thấy ông còn tràn đầy năng lượng hơn cả các nghệ sĩ kinh kịch nữa. Khi Blueberry lớn lên, con sẽ mua cho ông bà một cái tivi chỉ chiếu kinh kịch nhé. Không vấn đề gì, đợi con tiết kiệm 2 năm đã. Ông, mẹ sẽ giữ tiền giúp con nhé. Ha ha, nhìn cái điện thoại to này của tôi nè. Tôi mới là đại tỷ khi nướng khoai lang đây. Ha ha, ha ha, anh, tôi muốn một xu của con cừu của tôi, đưa đây. Cãi nhau vì một xu thôi à? Thôi đừng cãi nữa, mọi người giữ trật tự đi. Ồ, hóa ra là mơ về quá khứ. Giờ đón Tết có vẻ yên tĩnh hơn, nhưng hương vị Tết dường như nhạt đi rồi. Năm thì cứ năm, năm mà mỗi ba bước lại lắc lư, quay đầu vài lần. Ôi, hồi trước chương trình Tết còn có chút gì đáng xem, giờ thì chán quá, vào phòng nằm một lát thôi. Năm nay chương trình Tết có khác đấy. Ôi, lại bị lừa nữa rồi. Lừa gì chứ? Tết năm nay, ghê đi, con sẽ tổ chức rút thưởng với rất nhiều phần quà lớn. Tốt thế nào? Như thế nào? Ghê đi, con lần này không thiếu tiền đâu. Chuẩn bị đến 100 triệu phần quà, trúng thưởng rồi chỉ cần trả một xu là có thể nhận được. Có điện thoại không? Gà trống đẻ trứng, một xu cũng có thể trúng điện thoại lớn. Còn gì nữa? Một xu trúng xe hơi lớn. Còn có xe đạp nữa không? Còn gì nữa? Ôi, nhiều lắm, quá trời quà, ít nhất 100.000 phần, 30.000 phần sữa và đồ ăn vặt, 80.000 phần sản phẩm chăm sóc da. Trời ơi, nhiều quá kể không hết, nói mãi không xong. Ôi trời ơi, làm sao để rút thưởng đây? Tài sản ứng dụng GD.com, đến mùng 7 mở ứng dụng và rút thưởng. Ok, các sản phẩm mỹ phẩm, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tất cả đều có. Tối nay thử xem nào, 100 triệu phần quà đó, kiểu gì nhà mình cũng trúng một phần. Ôi trời ơi, mau mau xem thử là như nào đi. Đúng, đúng, đúng. Bấm vào cái này nè, ha ha, nhà mình lại nhộn nhịp rồi. Những chiếc xe, tivi, điện thoại mà tôi mơ ước, hình như Tết năm nay và ứng dụng GD.com đều giúp tôi biến thành hiện thực rồi.